Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay chúng tôi có một chuyến đi về khu vực gì anh Nam Định. Vâng. Khu vực gì ở Bắc Trường nhỉ? Nam Trực, Nam Định để khảo sát thiết kế một công trình biệt thự nhà vườn mái Thái ở đây. Thì anh có theo dõi công ty chúng tôi rất là nhiều và hôm nay anh đang công tác Hà Nội và có về để trực tiếp đón chúng tôi khảo sát thiết kế nhà cho anh. Thì hiện nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi đang có hai trụ sở chính, một là ở khu đô thị Sala, Hà Đông, Hà Nội và thứ hai là khu đô thị Park Riverside ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay duy nhất công ty chúng tôi có thể thiết kế ở 63 tỉnh thành, nên nếu các bạn mà cần dịch vụ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp tận nơi, cho dù ở trung du, miền núi, đồng bằng hay là nông thôn, thành thị, thì các bạn cứ alo cho chúng tôi để chúng tôi có mặt phục vụ quý khách hàng. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở khuôn đất của nhà gia chủ nhé. Đây là ngõ vào của gia chủ. Đây là ao này là của hàng xóm. Còn đây là đất cũ của gia chủ. Đất là đi vòng đằng sau em. Đấy, tí đi vòng đằng sau thì. Ok. Sau này toàn bộ cái công trình cũ này gia chủ sẽ đập bỏ hết đi để làm khuôn viên sân. Thì chỉ cần đo cạnh cạnh thôi, xong trên kia anh sẽ scan lên và lấy chính xác luôn. Đi bác dẫn con đi tí. Đó chạy này không đâu, vẫn cứ trong lòng ao mà làm sao mà đo được, tưới cọc ấy lên cọc này. À đúng rồi, cái này là cái để cần tính tính kia. Còn cái chiều kia thì nó sát về kia. Kia nó sát có tường kia. Nhìn tường đấy. Tường nhìn đấy. Rồi. Ủa, cái cọc này đến cái cọc kia vào trong thì nó có vuông không? Đã đo chưa? Cũng có, bên kia cũng vậy nhưng mà ở đây là trừ đi 1 mét. Con biết rồi. Nhưng mà đất thì chỉ cứ đến đây thôi. Đây thì không, nhưng mà đây tức là tính cái này vào giật vào 1 mét hoặc tức là cái đường của họ. À rồi. Thì mình chỉ lấy đến đấy thôi. Đến đây thôi. Bác Trần. Đó là mấy lần rồi? Đấy. Đấy từ đâu? Được chưa? Nó đứng vạch một cái. Rồi, được cho thằng này nó đứng chân. Từ đây là 49 5m lên đây. Rồi. Cấp 10 nhé. Mét tròn đấy, 10 mét tròn đúng không? Bây giờ từ đấy nhá, so với cái mép nhà này luôn, để tí nữa mình đo trên đấy luôn. Đấy là cái mép này luôn. Đây. Này trực tiếp giám đốc đi xuống đo đạc. Trực tiếp giám đốc. Hả? Cái gói gì? Thế là con chiều này thì thoải mái rồi. Ok. Đây, tức là từ chỗ này đến cái mép của cái nhà cũ này. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà sao đập bỏ hết đi mà? Vâng, đập bỏ đó hết rồi, nhưng mà không, có là đây là tường. À rồi, tường của hàng xóm đây gì? Là cái lối vào của mình có 39. Rồi, ok. Này. Ok, đấy mép từ này, sau thì vào đây. Đấy, okay. Sau mình làm cái cổng 39 ở chỗ đấy. Rồi, ok. Với sau này xây dựng thì tính làm sao mà để lại cái nhà cũ đúng không? Để còn ở đã. Đây là cái bếp à? Cái chỗ này. Bếp ạ, vâng. Bếp đúng không? Bếp. Rồi, sau phá sau. Ok. Đấy. Còn lưu ý gì nữa không em? Đang ghi lốt lại. Vâng. Đấy còn hai bên này thì khuôn viên mình sẽ làm tường rào cao ở hai bên này, còn trước sau thì mình sẽ làm rào thấp.
Ừ. Cứ là để nó thông thoáng, thông gió. Rồi rồi anh hiểu. Có thế không? Rồi, ok ok.